Về bên đây đi. Chạy xe vô đi. Cái số máy của người chị cái nha. Chị gửi là cũng đâu có mượn cả tháng rồi đó. Còn hai mấy cái máy ở nhà nữa. Bên đây mình đặt giày vô đi rồi kia dòng ga hay không? Mình đặt đặt đi. Đâu có máy đâu, bên đó nghe dần dần thôi ta. Có cái máy máy lạnh lắm đó. Máy niệm Phật. Đó. Đi đi đi, đó, đó vậy. Gửi tôi nghe niệm Phật đó. Lúc đây không, lúc đây cũng như vậy. Ướt luôn rồi, gọn gì đó không không. Đi bên đây nè, không đi. Mày đặt ngay ra cái khơi nọ luôn. Thank you.
lấy máy khác đi. Lấy cọng dây ra. Lấy cọng dây ra chưa? Cái này xả không được, chỉ có cái là kinh vô đường thọ. Nữa đâu có xài hay nhớ máy đó đó. Chào đi. Gì? Đi đi vòng qua bên kia. Đặt không có lớn, tiếng lớn quá thảo không hay. Hào pin. Hào pin với lại con tiếng qua lại người ta khó chịu. Thích cái nghe thì không sao mà không thích nghe khó chịu. Mình có nhỏ nhỏ. Vừa vừa khoảng xung quanh khoảng 10 mét. Này như kế nhà vậy đó. Có sổ không vậy? Túi thôi ta.
giật cái túi đó luôn rồi hả? Hay quá trời. Túi đâu rồi? Trong túi còn hai cái máy điện thoại nữa. Cái mồi cái này. Để đi. Thì để cái đi bên kia cái nữa không? Cái gì nó cái. Không có lớn. Này chắc để đây quá. Rồi để bên kia kìa. Ừ. Để đây. Ừ để bên đây đi. Mưa không? Không có mưa rồi. Lấy bên dây rồi hả? Bấm đó được không? Qua bên kia cái khỏi cứ đi theo nó không sao. Thì cái nhà hai con thì nó ngay hôm nay con đi á, hai anh em thì đã có 10 cái máy thôi cả nhà. Cũng không có biết được là dưới này là có nghĩa địa hay không, cũng không biết thì ngay chỗ này thì ngay chân chỗ cầu chợ út ở Thúc Nốt không nhớ đó. Thì hai anh em đặt được 10 cái máy cả nhà. Ở cái chỗ này nói chung là ui riêng cái giờ này nắng một cái cả nhà ơi. Ước mình mấy chân nè, con quay sơ sơ nghe cả nhà mình xem cái nữa rồi con xin phép con giọt về. Khu này nghe cũng khá lớn á, tại đặt ở đây thì chỗ này khu này đặt được 7 máy thôi, còn bên kia con đặt vòng vòng bên kia được 3 máy nữa là 10 máy. Tại đây con đặt tiếng niệm Phật á cả nhà, không có đặt lớn, đặt vừa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi nên vừa đủ khu nghe được rồi. Nếu như đặt lớn thì khu này đặt khoảng 5 máy là gì, đặt nhỏ thì đặt 7 máy. Máy niệm bây giờ con xin kết thúc video hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha cả nhà. Bye bye nha cả nhà. Ôi trời nóng. Để dép nhậu nhiều vậy.
chỗ 2. Cầu chỗ 2. Cầu chỗ 1.